bật cẳng tay, nhớ sử dụng cái cẳng tay trước. Nguyên con đẩy cho nó lăn cái quả bóng nè, làm không cần làm nhanh quá, tới phía trước hướng thẳng từ sau tới, đúng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn. Xin chào các bạn, tôi tên là Đông. Ở năm nay tôi 15 tuổi. Tôi sinh sống ở Gia Lai. Đông là rất mê bóng bàn. Cậu ta đã cùng với bố của mình tự tập luyện tại nhà ở tỉnh Gia Lai. Và hôm nay là Đông đến với Tý Long Club, mong muốn là tập luyện kỹ thuật để điều chỉnh kỹ thuật của mình là một cách đúng nhất. Xin mời các bạn hãy cùng nhau xem buổi tập luyện và điều chỉnh kỹ thuật đánh đều trái tay của chúng tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành kỹ thuật đánh đều trái tay. Bắt đầu. Rồi. Đầu tiên cơ bản thì chúng ta sẽ tập đánh theo cái đường chéo trước, vì đường chéo là đường dài nhất. Rồi bây giờ khi thầy giao bóng sang, con cố gắng đánh đều trái tay sang góc bàn bên trái của thầy. Thầy thấy là sau khi con cố gắng con đánh sang đường chéo, nhưng quả bóng nó vẫn bị vào vị trí là giữa bàn. Thầy thấy kỹ thuật của con là có một số lỗi. Thứ nhất là tư thế đứng. Đầu tiên, con phải hướng cái trọng tâm của cái cơ thể. Đây, trọng tâm của cơ thể, con muốn đánh đường chéo thì trọng tâm con phải hướng theo đường chéo. Và thứ hai, hai chân con lúc này sẽ đứng ngang. Và do trọng tâm của con đang hướng theo cái đường chéo nên con sẽ thấy cái chân trái sẽ cao hơn cái chân phải. Và con cố gắng là khuỵu cái gối xuống. Và phần nữa kỹ thuật con bị lỗi là cái cùi chỏ của con chưa có ổn định. Cái cùi chỏ của con bị di động. Và trọng tâm của con khi đánh, con muốn đánh đường chéo nhưng do con đứng trọng tâm hướng về đường thẳng nên khi đó con sẽ đánh từ bên phải sang, thì lúc này cái chiều tay của con sẽ tiếp xúc, nó xuyên theo cái quả bóng, dẫn đến một số quả thì nó vào giữa bàn, có một số quả thì nó sẽ hơi có xoáy ngang một chút. Lúc này con phải cố gắng, con điều chỉnh lại kỹ thuật của mình, hướng trọng tâm, khuỵu gối, nâng cùi chỏ ngang ra. Thì khi cái cùi chỏ con ngang ra thì con mới sử dụng được cái lực của cái cẳng tay. Vì con mới tập nên khi nếu con để cái cùi chỏ dưới thấp, con dễ bị sử dụng cái cổ tay, con vẫy cái cổ tay. Đầu tiên mình mới tập thì mình phải tập từ gốc trước. Cái cùi chỏ của con giống như gốc, mình tập từ gốc nó quen xong bắt đầu mình mới tập tới cái ngọn là cái cổ tay. Cổ tay dùng để tạo xoáy, tạo cái điểm rơi. Nhưng mà mình mới tập làm sao mình đánh càng đều càng tốt, càng thẳng càng tốt. Đánh đều trái tay thì mình chưa cần lực, mình mới tập mà, chưa cần tạo lực, chưa cần tạo xoáy. Nâng ngang cùi chỏ lên và cố gắng giữ cái mặt vợt ngay giữa trọng tâm của cái cơ thể. Và không quên là sử dụng cái tay trái, tay không cầm vợt. Con có thể là con xem lại video thầy có nói về cái tay không cầm vợt. Rồi, khi bóng sang, chạm bàn, nó đến ngay cái tay không cầm vợt, thì lúc này con sẽ có một cái thao tác là tay không cầm vợt lùi về và tay cầm vợt con đánh lên. Thì tay không cầm vợt sẽ giúp cho con tay cầm vợt của mình nó đánh thẳng theo cái đường chéo. Một là ngang. Hai, chạm vào ngay tâm bóng xong, lúc này mình mới bắt đầu mình hơi choàng nhẹ lên trên và mình xoay cái đầu vợt hướng thẳng về cái góc bàn mà mình muốn, là lúc này là cái đường chéo. Một, hai, và mình sử dụng cái hông ở bên phải.
khi đánh đều là con nhớ con sử dụng cái vùng chân và hông ở bên phải. À, con bật chân hông lên xong bắt đầu mới đánh tay. Con phải cảm nhận là lực từ dưới lên. Nha. Rồi, con thử. Đầu tiên là phải hướng cái trọng tâm của cơ thể vào góc bàn bên trái. Xong sau đó hai chân đứng rộng hơn vai, khuỵu gối xuống, phải làm thao tác chuẩn bị cho nó đúng đã, rồi gấp lưng. Rồi lúc này mình mới tập hoặc là mình đang điều chỉnh kỹ thuật thì mình làm sao đánh càng đều càng tốt. Thì lúc này mình chưa cần xoáy thì mặt vợt mình nên mở ra một góc khoảng 80 độ để mình canh nó thẳng vào trái bóng. À, rồi nâng cùi chỏ lên để vợt ngay giữa tâm người. Rồi đưa tay trái ra, khi bóng chạm bàn nảy lên đến tay trái chưa, nó phải đến cái tay trái đã, xong bắt đầu kéo tay trái về. Đúng rồi, bật cẳng tay, nhớ sử dụng cái cẳng tay trước, sử dụng vùng eo bên phải bật lên. Rồi con nhớ phải xoay cái đầu vợt hướng thẳng về cái điểm mà con muốn. Rồi một mở mặt vợt, mình chưa tạo xoáy nên cái đầu vợt mình không có thả xuống, để ngang, mình đang đánh đều mà. 2, đầu vợt hướng thẳng. 1, đừng có lắc cái cổ tay. Con nhớ đánh đều là con tập trung thao tác, thầy cầm cái cẳng tay của con để cho con hiểu là phải xài cẳng tay. Con vẫn bị lắc cổ tay nhiều, chưa cần. Khi nào con nâng cao, con tập thao tác lăn xoáy hoặc giật thì lúc đó mình mới xài tới cái cổ tay. Còn đánh đều mình cảm giác cẳng tay trước. Rồi làm lại. 1 2. 1 2. Vẫn lắc cổ tay kìa. Nhớ nè, con thu về, thu cẳng tay về sát người, thấy chưa? Xong bật ra, thu về, bật ra. Còn con để nè, con xoay cái này, con đang xoay cái này rồi. Cái đó là mình để mình lăn giật cái động tác nâng cao, hiểu không? Bắt đầu thu về, vẫn úp mặt vợt kìa. Mặt vợt 80 độ, mở ra, chạm vào thẳng tâm bóng. Xong bắt đầu mình mới lăn choàng lên, chạm vào thẳng tâm bóng đã, tạo cái lực đẩy cho quả bóng đã. Mình đẩy làm sao cho cái quả bóng nó càng thẳng càng tốt đã. Rồi thử. Rồi thầy thấy con vẫn đánh ở bên hông bên trái, con chưa canh trái bóng nó ngay tâm người của con được. À, và con phải chọn vị trí làm sao cây vợt con tiếp xúc là khi nó ở giữa tâm người. Muốn như vậy con phải đứng về gần góc bàn. Còn khi đánh đều con đứng ở gần giữa bàn thì con sẽ đánh ở bên hông. À, nâng ngang, không có lắc cổ tay. Cảm nhận. Rồi, đúng. Hướng về. Rồi, chú ý khuỵu gối xuống, mở mặt vợt ra. Kéo tay trái về. Thao tác của con sai. Hai tay mình không có đẩy cùng một lúc ra, nó phải ngược. Thì con muốn cái hông ở bên phải lên á, thì cái hông ở bên trái nó phải lùi về cái hông bên phải nó mới lên. Còn con ra hai tay cùng một lúc thì hai cái hông của con, thì cái nhóm cơ bụng của con sẽ ra, chứ nó không có lệch cái hông bên phải lên được. Chú ý cái tay trái, đúng, cảm nhận. Không có cần mạnh, tập là để cảm nhận. Rồi, cái trọng tâm của con bị lệch. Rồi, con đứng phía trước.
Khi con đánh đều là con phải giữ cái trọng tâm của con nó thăng bằng. Còn con đánh nè, con đứng về cái chân phải đồng thời con nghiêng người, thì lúc này cái trọng tâm của con đang đây, cái người con đang nghiêng sang một bên phải à, con đang bị vậy. Cố gắng là giữ hai vai trọng tâm mình hướng thẳng tới phía trước. Giữ hai, không cần dùng lực. Con đánh mạnh thì con sẽ không có cảm giác được cơ thể của con. Tại vì khi con đánh mạnh là con cố sức vào cái tay, là con chỉ tập trung vào có cái tay à. Thì khi mình đánh mình phải để ý cơ thể của mình, chân mình, hông mình chuyển động như thế nào, người mình có bị lệch không. Nên khi mình tập là phải như vậy. Tập là để ý cơ thể, để điều chỉnh kỹ thuật, chứ chưa cần dùng sức. Rồi, cơ thể con vẫn bị lệch. Con phải đứng ở đây, đối diện với cái quả bóng. Con thấy sau khi con đổi vị trí, bóng nó sang gần góc bàn nhiều hơn không? Là con nhớ cái điểm đó, vị trí của con chưa tốt và trọng tâm của con chưa tốt, dẫn đến là con đang hướng sang giữa bàn. Nên con đánh nhiều quả bóng nó sẽ bị rơi vào vùng là giữa bàn. Đừng có nghiêng vai, đứng bình thường. Rộng chân ra, khuỵu hai chân cùng lúc. Khuỵu hai chân nha. Khuỵu đầu gối, hai chân bằng nhau. Tránh trường hợp là mình khuỵu một chân mà chân kia mình đứng thẳng thì mình sẽ dễ là dẫn đến là lệch trọng tâm. Khuỵu hai chân ha, khuỵu đầu gối hai chân cùng một lúc. Mình xoay nhẹ cơ thể, xoay gối. Và bây giờ chúng ta có thể tập thêm cái bài tập bổ trợ giúp cho con định hình được cái động tác và đẩy cái quả bóng nó thẳng hơn. Thì bây giờ con đứng là đối diện thầy. Bây giờ thầy để quả bóng xuống, dựng đứng mặt vợt 90 độ lên. Thầy đẩy thẳng về phía con cố gắng con đẩy thẳng về phía thầy. Đúng rồi. Chậm rãi lại, con đừng có ngửa vợt lên, con dựng và con đẩy giữ cái mặt vợt. Con đừng có ngửa lên. Con ngửa lên là cái quả bóng nó sẽ bị tân 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 lên. Con dựng vợt thì giữ nguyên, con đẩy cho nó lăn cái quả bóng nè. Làm không cần làm nhanh quá, chậm lại cảm nhận đó, đẩy cho nó đi thẳng. Rút tay về, rút tay về, rút tay về. Rồi, bây giờ cũng như vậy. Con coi cái đường trắng giữa bàn như là cái lưới. Bây giờ con với thầy đẩy bóng qua, làm sao cho nó càng thẳng càng tốt. Thẳng tới phía trước, hướng thẳng. Giữ cái mặt vợt, con nhìn vào cái mặt vợt của con á. Con giữ cái, đúng rồi. Từ sau tới, đúng. Đó, tại sao trong bài tập này con đứng rất là thăng bằng, đúng không? Con chỉ việc đánh đều thôi, đứng thăng bằng và mình đẩy làm sao thẳng bóng thôi. Nếu các bạn thấy video của tôi hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi ngày càng phát triển hơn. Và đừng quên là mua áo K-Lub. Và vợt bóng bàn ủng hộ tôi nhé. Đây là cây vợt mà tôi hiện tại sử dụng trong tập luyện và thi đấu.
chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo.